Những ngày cuối năm 2019, tại tiểu bang Washington của Mỹ, xuất hiện loài ong sát thủ khổng lồ châu Á với kích cỡ 2 inch, khoảng hơn 5 cm. Loài ong này ngoài kích cỡ khổng lồ, nó còn có vẻ ngoài rất đặc biệt. Đó là khuôn mặt hung dữ của nó với cặp mắt to rất giống nhân vật phim hoạt hình người nhện Spider-Man. Trên thân mình là những vệt đen và cam kéo dài giống như cọp. Đôi cánh của nó rộng và thưa giống như cánh chuồn chuồn. Sự thật, loài ong sát thủ này có nguy hiểm như tên gọi của nó hay không? Thực tế đã có bằng chứng về sự tấn công của nó đến chết người như các bài báo đã đưa tin. Đó là ở Nhật, mỗi năm có từ 30 cho đến 50 người bị chết vì ong chích. Ở Trung Quốc có 42 người chết mỗi năm. Đã có sự đồn đoán loài ong này do những người Trung Cộng mang vào Mỹ nhằm phá hoại mùa màng và tấn công con người. Nhân dịp này, hãng truyền hình Fox News đã có bài vắn tắt về loài ong vò vẽ này. Xin mời quý vị và các bạn cùng xem. An Asian giant hornet discovers a Japanese honeybee colony. But the honeybees know her game and set a trap. Her job is to mark the spot with a telltale pheromone so that her sisters can find it later. The hornet enters the hive and her fate is sealed. By swinging their abdomens to and fro, the bees signal their strategy to one another. They hold off until the last possible moment, and then, as if of one mind, they swarm. The hornet is engulfed by hundreds of bees. But they don't sting the intruder. Instead, as revealed by thermal photography, they all begin to vibrate, gradually raising their collective temperature to 117 degrees Fahrenheit.
Japanese honeybees can tolerate a temperature of 118 degrees. Their victim's upper limit is 115. The Hornet Scout is slowly roasted alive. And the secret of the honeybee's location dies with her.